Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay YouTuber Dương Đình Hữu tôi đang có mặt tại địa danh lịch sử và văn hóa nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Đó chính là danh thắng Ngũ Hành Sơn. Và chúng tôi sẽ bắt đầu vào khám phá một hang động rất là bí mật, rất là yên lặng và chưa ai biết đến. Đây là một hang động được khám phá trước năm 1964. Có thể là trước 1959 nữa đã có người đến đây rồi. Tên đồng là Huyền Vi. Vâng, xin mời quý vị theo tôi khám phá. Vâng, đây là cái hang động quý vị ạ. Đây là mới là cửa hang. Cửa hang thì do con người tạo ra, tức là một số nghệ nhân và một số người ở đây đã đục đẽo. Sư đồng hang của quý vị là sư đồng hang của quý vị là ông Trần Văn Đông, thiếu tướng Trần Văn Đông là công binh ông phó ra, sư phó ra. Dạ. Nhà ông đồng đó. Vâng. Như vậy là bên một thiếu tá ở bên quân Việt Nam Cộng Hòa đã dùng bỏ mình để khai phá mở cái cửa hang này để cúng dường. Đây là để cúng dường mà cái góp công cúng dường cho chùa luôn. Thì như vậy cái hang ở là ở bên trong, còn cái khu vực cửa hang này nó dài khoảng 5 mét, là trước đó không phải là thiên nhiên tạo ra mà do con người tạo ra, nhưng mà cái hình thù đá đây rất là đẹp. Vâng. Đây là hang chính quý vị ạ. Hang chính của hang động Huyền Vi. Đây là cái lỗ này có sẵn rồi, đi sửa sơ thôi. Vâng, như vậy đây thật là kỳ vị, thật là huyền bí quý vị ạ. Ở đây là cái đầu con trâu. Con trâu mà nó thịt nhũ đây. Con mát này, cái miệng này, cái sừng lên đây. Đó. Nó con trâu nó thịt nhũ đó. Wow, chúng tôi nhìn thấy một cái hình thù rất là đẹp. Hình thù thịt nhũ đá ở trong cái hang động này rất là đẹp. Đó chính là hình thù con trâu quý vị ạ. Cái thân là phía trên và cái đầu và xuống dưới. Hướng xuống dưới mặt đất như thế này. Đúng, đây là hình thù con trâu nha quý vị nghe. Và thạch nhũ ở trong hang động này rất là tự nhiên, rất là đẹp. Nó kết hợp giữa cái đá vôi và cái khí trời tạo ra những cái hình thù độc đáo mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Vâng, trong hang động rộng lớn như thế này thì chúng ta thấy nó có đa chức năng. Một là cái nơi tâm linh, hai là nơi trú ngụ, thứ ba nữa là cái nơi cơ sở hoạt động cách mạng, tức là dành cho cái các cái đơn vị quân đội của chúng ta tập kết ở đây, tập trung ở đây để là một cái doanh trại chỉ huy ở đây. Tất nhiên là trước đó thì chúng ta chưa có cái mô hình ở đây, mà chúng ta chỉ có một cái khu vực tháp rỗng, khu vực hang động rỗng thì được chọn làm căn cứ chỉ huy. Còn nơi đây là một cái chánh điện của hồng bắt đầu trong cái ông đó, là đây là chánh điện để mà tu tập đây. Từ đây vâng, kính thưa quý vị, đây chính là chánh điện tu tập ở trong hang động Huyền Vi chúng ta đang thấy ở đây. Ngay từ lúc sơ khai, lúc phát hiện ra hang động này thì đạo hữu đã chọn đây làm nơi tu tập và họ đã xây dựng cái chánh điện này làm nơi chiêm bái tu tập. Trong hang động này thì thưa quý vị có một số hình thù là cổ, một số hình thù mới do con người đắp lên hoặc là sáng tạo nên, rất là đẹp ở trong này. Đây, chúng ta đang thấy một cái giếng ở ngay trong hố này. Đây chúng ta có thấy cái giếng đây đúng không? Rồi. Dạ. Dạ. Phật Thích Ca phải không ạ? Ông Lữ đi cao. Dạ. Ông Lữ à, đây tường ông Lữ. Wow, bây giờ đã nhìn thấy cái hình tượng rất là rõ rồi. Chúng ta gọi là ông Lữ này là đi câu đó. Hình thù ông Lữ rất là rõ ràng.
như một là ông tiên với cái đầu tóc bạc phơ râu dài, rất rõ ràng ở đây quý vị. Chúng ta đi gần hơn để thấy nha. Rồi thì quá tuyệt vời luôn, một cái sáng tạo của tự nhiên, một cái hình thật nhũ mà tạo hình ở đây cho ta thấy rằng đây chính là một cái vùng đất tiên đó quý vị ạ. Nó xứng với cái tên Huyền Vi mà người dân và các cái đạo hữu quanh đây đã đặt cho cái khu vực này. Vâng, như vậy là ở dưới khu vực giếng tiên này chúng ta có thấy một ông lữ ha, hình thù ông lữ rất là đẹp ha. Dạ, bên đây là một thạch nhũ rất đẹp từ trên tường xuống này. Nhìn lên chỗ ở dưới nó có mặt cả người này, đó, lên. Dạ rồi đây. Đó, thì nữa lên cái mặt đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Dạ. Hoặc là cổ Phật Như Lai. Vâng, chúng tôi thấy đây rồi. Vâng, đây mới chính là hình tượng của Phật Thích Ca này. À, đây. Nó còn bên này là cái tổ ố này. Đó, bên dạ. Bên là tổ ố. Rồi. Như vậy là hình tượng khuôn mặt cả hình toàn thân của Phật Thích Ca là hiện rõ ngay trên cái bức tường này bằng một cái hình thạch nhũ thôi quý vị, mà rất là rõ ràng luôn quý vị ơi. Đây. Nên là cần thiết thì quay ra rồi xa để phốt được cái phần phốt là. Dạ, chính tỏ rằng Phật hiện hữu ở quanh đây luôn đó quý vị ạ. Dạ. Vâng, hiện nay chúng ta đang đứng ở đây là khoảng 10 mét tính từ cửa hang động vào đó, cho nên là 20 mét từ cửa hang động vào, nên trong này chắc chắn là sẽ không có sóng wifi rồi. Đó là cái tượng ở dưới đoàn. Dạ. Cái bạn đó thật nhúng đó. Dạ. Tự nhiên luôn đó. Vâng, đây là một tường đá tự nhiên bằng thạch nhũ rất là đẹp luôn, rất là hoành tráng luôn quý vị ơi. Thật là bất ngờ vì chúng ta không thể thấy đâu có một cái hiện tượng tự nhiên như thế này được. Đá thạch nhũ. Đó. Cách đây khoảng 30-40 năm về trước là những người mà theo máu đó là tượng máu. Vâng, những người theo đạo mẫu á thì đã xác nhận rằng đây là tượng của Đức Mẹ, tượng Thánh Mẫu ở máu. Chính ở đây. Còn bên này là tượng chính Địa Vương Bồ Tát này. Đây. Dạ. Bên này. Đó, mặt đó bên này là tượng đó đó. Dạ. Còn vô trong đó là có trống đất. Dạ. Đây là chú vô trước hiện. Vâng, rất là nhiều hình thù đẹp. Rồi xin mời chú dẫn đường ạ. Chú Phật ở đây. Dạ. Như vậy là chúng ta đang ở quanh khu vực hang động. Đấy là không gian rộng của khu vực hang ha. Có rất nhiều đá thạch nhũ ở trên này. Đây, rất là nhiều thạch nhũ ở trên này. Rồi. Tất nhiên là quá trình hình thành này nó được kiến tạo từ lâu đời rồi quý vị, chứ không phải là ngày nay đâu, nhưng mà mới phát hiện đây thì chúng ta mới biết và dần đây đây làm nơi tụ tập, vì trên cái thành của hang động này có nhiều hình tượng thạch nhũ rất là đẹp. Còn vô đây nó là vô cái trống đất. Rồi chúng ta đang vào một sâu hơn và nhỏ hơn. Hang động bây giờ là nhỏ hơn này, cái hang nhỏ hơn thì chúng ta sẽ đi từ từ. Chúng ta phải dùng đèn và đi từ từ để vào đây để xem. Một cái trống đất như vậy là chú đang dẫn con chúng ta đi vào xem trống đất nha quý vị. Đây chính là cái khu vực để xem trống đất. Dạ. Chị đó là đồng. Nhưng mà vô đây làm chi? Chứ đâu có trong đất. Mỹ ở đâu? Đây đó. Dùng đây. Có người dẫn được rồi. Này không? Còn để ra cái gì không? Đi rồi. Không bỏ rồi. Có đúng không?